tabac, una idea, como un bit de pedo ya. Cuido, la otra sería de mi audio. De la mon, bit de audio, está que va a ser. Thank you.
Con vịt tôi đã thu sau rồi đây. Con vịt tôi thu sau rồi. Giờ đem đi rửa các bác nhé. Giờ tôi đem đi rửa. Đây các bác, con vịt tôi vừa thu sau đây. Bây giờ tôi đem đi rửa. Rửa sạch trong này. 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 Tôi rửa sạch rồi. Tôi sẽ đi vào lấy dao lấy thước ra để bắt đầu tôi chặt thành miếng. Đây các bác, con vịt tôi đã rửa mổ sạch sẽ. Bây giờ tôi sẽ đem đi chặt thành miếng các bác nhé. Tôi đã chọn. Đây các bác, tôi đã chặt xong. Bây giờ tôi sẽ mang trong kia để đi tẩm ướp gia vị cho lúc nó để đun. Bây giờ tôi sẽ đi ướp các bác. Vịt thui qua rơm. Bây giờ tôi đi ướp để đảo riềng. Đầu tiên là gia vị là nguyên liệu, phải có thêm riềng nữa này các bác. Các bác mua riềng xay sẵn ngoài chợ cũng được, là các bác mua riềng củ về các bác băm hoặc giã nhỏ cũng được. Cho một chút tương này các bác, tương nhé. Tương này. Vị chính này. Bột ngọt đấy các bác. Chút bột cay này. Chút cho một ít rồi. Lát nữa đun chín thì mình sẽ thử lại sau. Nhạt thì sẽ cho thêm một dầu ăn nữa các bác.
đảo đều, trộn đều gia vị đó cho nó ngấm vào thịt vịt. Các bác ướp tầm khoảng độ 15 đến 20 phút để cho các gia vị nó ngấm đều vào cái thịt vịt này. Giờ các bác sẽ đem đi đun. Tôi đã ướp giềng, giềng, tương, mì chính, một cành vào rồi. Bây giờ tôi sẽ để ướp tầm độ 15 đến 20 phút sau thì tôi sẽ đi đun. Bây giờ tôi sẽ đi đun các bác nhé. Thì trước tôi đã ướp được tầm độ 15 phút rồi. Bây giờ tôi sẽ đem đi ướp, đem đi đun này. Gia vị và các thứ tôi đã ướp trước rồi, nhưng bây giờ tôi chỉ đi đun thôi không. Cái việc đảo cái này thôi. Đảo này cho bao giờ thịt vịt chín là được. Khi nào khi nào thịt vịt chín thì các bác sẽ ăn thử. Em nếu mà vừa mồm thì thôi, mà nếu mà chưa thì nhạt hay nhạt thì các bác sẽ cho thêm bột canh nữa. Đảo một lượt rồi, bây giờ tôi sẽ đậy vung lại và đun. Đậy vung lại một lúc, đun cho nó, thịt vịt nó sẽ chín đều hơn. Tôi đã đun được một lúc rồi, xong rồi tôi sẽ đảo lại một lượt nữa. Thịt nó cũng đã gần chín rồi ạ. Bác lên mì hút ra thơm ấy. Cái thơm của giềng tương vẫn là cái mùi hơi khét khét. Ủa, thịt vịt thì đã thùi quà mùi hoa đấy. Giờ tôi sẽ lại đậy vung và đun tiếp. Thịt vịt cũng đã chưa chín rồi các bác. Bây giờ thì thịt đã chín rồi các bác. Tôi đảo lại một lần nữa và đun thêm một lát nữa là sẽ chín. Mùi thơm lắm. Chín cái thì mùi thơm của thịt riêng tương. Đây là thịt các bác. Ngon các bác. Chín rồi đấy, tôi sẽ đun thêm một lát nữa thôi là tôi sẽ tắt bếp. Rồi tôi đã chín rồi, tôi sẽ tắt bếp rồi các bác. Vậy là tôi đã đun hoàn thành xong món vịt. Thịt vịt đảo giềng các bác. Các bác nhìn miếng thịt vịt này. Da của miếng thịt này nó đã màu sậm sậm vì tôi đã thui qua rồi này. Miếng thịt trắng này lẫn một ít giềng này. Cảm ơn các bác đã xem video nha. Chúc các bác ngon miệng. Xin chào các bác nha. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.